Cứu rồi quá. Bởi vì tên tôi là Doctor Yêu, cho nên tôi xin phép để trình bày cái tư tưởng mà tôi đã biết tại sao tôi lấy tên là Doctor Yêu. Xin lỗi quý vị, từ khi mà quý vị sanh ra cho đến cái ngày mà qua đời đó, đều cần tình yêu hết đó. Chúng ta cần tình yêu từng giây một. Vì lý do đó, tại sao ở nước Mỹ này nó tờ một đồng cho đến tờ 100 đồng đều có ghi cái chữ là In God We Trust. Cái nước Mỹ này tin vào ông trời đó. Mà ông trời mà người Mỹ nói là God is love, ông trời là tình yêu đó. Ông ấy yêu thương con người, cho thực phẩm con người ăn đó, cho tiền quý vị xài đó, cho sức khỏe đó. Ai cho sức khỏe, ai cho quý vị tâm hồn, linh hồn. Vì thế tôi lấy tên Doctor Yêu là bởi vì tôi nghiên cứu về tình yêu 60 năm. Và đây là nhạc phẩm tặng cho quý bà, quý cô. Trong mỗi quý bà, quý cô đều yêu đủ thứ chuyện hết á. Yêu kim cương á, phải không? Rồi yêu người đàn ông nào mình thích, yêu dữ dội lắm, yêu con nít, em bé, con của mình á, yêu. Trong cuộc đời của chúng ta, làm từng giây chúng ta là sống trong tình yêu đó. Là hồi nãy cô kia xì lô rock, thì bây giờ là rumba, đô trưởng rumba, nhạc phẩm Khi Đã Yêu. Khi đã yêu, yêu thiệt nhiều người, chứ đừng có yêu một người sẽ đau khổ đó. Quý vị sẽ cãi nhau, yêu một người sẽ đánh nhau. Thường tôi yêu cầu là người nào tặng hoa phải hung tôi một cái. Nhưng mà ông nghĩa làm sao mà hung tôi làm gì? Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo người ta cướp người mình yêu, lo tình yêu chưa thấm tim người, tình kia mau vỡ tan thôi. Lo tình yêu chưa thấm tình.
đó, tôi nói là phải nghe rất tự yêu hát xong rồi mới bỏ về được. Mặc dù cháu nó gọi đó. Đã cảm ơn chị Nguyễn đã ở lại. Chớ, chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng ánh mắt xa vời. Thì dẫu sau em tôi nguyên ai ân tình còn vui mãi mãi duyên thề trọn kiếp không phai. Khi thì mơ mộng chiều mơ ngày mai tháo chuông đường đi mơ vành môi nàng mắt thơm ngát hương đời tình kia phong kín mây trời đã. Yêu vài người, người thôi. Cảm ơn Dr. Yêu. Mời anh Nghiêm Toàn.